đây là lục lạc, mặt con khỉ, một bịch như thế này nó là 6 cái, 2, 4, 5 cái, 2, 4, 5. Sáu cái nữa, sáu cái, mình ra nó bị thâu lên rồi, như là sáu cái, đây, 2, 4, 6 cái, sáu cái, màu này ngẫu nhiên á, màu nhiên, chúng ta cầm lắc, này dành cho những các bé mà dưới 2 tuổi trở xuống ha, để cầm lắc, dùng. Nhiều màu nhưng mà màu sắc thì anh chị và các bạn bóc ngẫu nhiên nha, thấy ngẫu nhiên ha. Này là màu tím. Thường thường nó là 6 cái là một màu, 6 cái là một màu. Có thể là khác màu, có thể là nhiều màu. Nói chung là mẫu mã là màu sắc nhà là ngẫu nhiên ha.